nửa giá sau 3 tháng bán ra, ra mắt vào đầu tháng 8 năm nay. Vsmart live được chào bán ở mức 6,99 triệu đồng và gây chú ý trong phân khúc tầm trung, khi sở hữu hệ thống 3 camera ở mặt lưng. Tuy nhiên, hôm qua mùng 4 tháng 11, hầu như các hệ thống đều điều chỉnh giá bán sản phẩm này về mức 3,49 triệu đồng, tức mức giảm đến 50% so với giá bán ban đầu. Một đại diện bán lẻ cho biết, việc điều chỉnh giá này không chỉ Vsmart mà hầu như các sản phẩm của những thương hiệu lớn để kích cầu, trước thời điểm cuối năm, đồng thời. Sản phẩm này cũng đã đi đủ vòng đời nên việc giảm giá là điều cần thiết để hút khách. Trao đổi với đại diện Vinsmart, vị này cũng xác nhận thông tin và cho rằng việc điều chỉnh giá bán của Vinsmartline ngoài yếu tố thị trường thì máy đã đi quá nửa vòng đời sản phẩm nên điều chỉnh giá là theo lộ trình phát triển. Vị này cũng khẳng định hầu hết các hãng đều đi theo lộ trình giá như vậy. Tuy nhiên, việc giảm giá đột ngột đến 50% giá trị sản phẩm, đại diện Vinsmart lý giải rằng thực ra Vinsmartline đã có các hình thức khuyến mại giảm giá vào cuối tuần. Do đó việc giảm giá đã được thực hiện từ từ theo từng tuần. Đây chỉ là thông báo chính thức với mức giá mới. Đây thực sự là một đối thủ nặng ký trong phân khúc dưới 4 triệu đồng bởi cấu hình của máy khá mạnh.